Tại đợt trước, chú tể Kaido đã xuất hiện tại trái đất. Hắn đã cho quái vật bí ngô làm phá hoại mọi người. Với sức mạnh của mình, anh Dodo đã tiêu diệt được quái vật bí ngô. Nhưng không dừng lại ở đó, tên Kaido đã sử dụng phép thuật hắc ám của mình để khống chế hai bạn đi đường và đã yêu cầu họ cầm súng đi tiêu diệt anh Dodo. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt thì hai tên được tên chúa tể hắc ám sai khiến đi đã hợp sức và biến thành một con khủng long cực kỳ to và giàn nát. Nhưng với sức mạnh của mình, anh Dodo tiếp tục hạ gục chú khủng long đó. Các em hãy tiếp tục đón xem diễn biến của tập ngày hôm nay như thế nào nha. Ta sẽ triệu tập kiếm thần Shibukai, mau đến đây. Kiếm thần chào mừng các em đến với Dodo TV. Anh Dodo đây. Như các em đã thấy thì anh vừa phải triệu tập kiếm thần Shibukai đến mới đánh bại được tên quái vật các em ạ. Nó vừa làm hại mọi người, nó đuổi theo mọi người, định cắn mọi người. May quá anh vừa đến kịp. Bây giờ anh nhận được nhiệm vụ là tuần tra xung quanh khu này ngày hôm nay các em ạ. Vì thế là bây giờ anh phải đi tuần tra đây. Nếu gặp quái vật hay gặp những con khủng long tàn ác, anh sẽ tiêu diệt nó. Các em nhớ theo dõi cuộc hành trình và đi cùng anh nhá. Chúng ta đi thôi. Tên Dodo kia, có vẻ như là ngươi và căn cứ của ngươi cũng khá là được đấy. Hết lần này đến lần khác tiêu diệt quái vật của ta. Nhưng mà hôm nay ta sẽ cung một quái vật mà ngươi chưa bao giờ gặp, xem là ngươi có thể là chiến thắng được hay là không. Quái vật kia, hãy tìm tên Dodo và tiêu diệt hắn cho ta. Đi nào. Các em ơi, anh có cái đồng hồ này nhá. Bây giờ anh sẽ sử dụng nó để xem phim giải trí các em ạ. Trong cái lúc mà tuần tra quanh đây anh mệt mỏi rồi, bây giờ anh sẽ xem phim để giải trí nhá. Các em ơi, các em biết đây là ai không? Đây chính là anh Bobo TV đấy các em ạ. Anh này là cùng căn cứ với anh. Anh này cũng được nhận nhiệm vụ, ngày hôm nay cũng được nhận nhiệm vụ để đi bảo vệ khu vực chỗ khác. Còn anh Dodo thì được bảo vệ quanh khu vực này. Còn anh Bobo thì bảo vệ quanh khu vực khác em ạ. Vì thế là anh này là cùng căn cứ với anh nhiều khi, còn hợp tác với anh chiến đấu với khủng long cơ. Dodo chú ý, Dodo chú ý, hiện tại quái vật đã xuất hiện. Yêu cầu Dodo chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Căn cứ à, gửi hình ảnh quái vật xuống cho tôi nào. Ok Dodo. Ok căn cứ. Ok các em ơi, như vậy là quái vật đã xuất hiện rồi. Và bây giờ thì anh Dodo không thể nghỉ giải lao được nữa. Anh Dodo phải đi để chiến đấu với nó thôi. Các em ơi, chúng ta đi thôi. Tên quái vật kia, có Dodo ta đến đây rồi. Mi đừng hòng làm phá hoại trái đất. Xem ta đây. Yai, sức mạnh của súng Dodo. Cho Mi một loạt đạn nữa. Mày hãy xem sức mạnh của đồng hồ của ta đây. Ok các em ơi, như vậy là anh vừa sử dụng sức mạnh của mình và khẩu súng đã tiêu diệt được con quái vật rồi các em ạ. May là anh tới kịp, không là nó đã làm hại mọi người mất rồi. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục đi tuần tra thôi. Anh không thể ngồi nghỉ chơi như lúc nãy được. Phải tuần tra, không thì quái vật nó sẽ làm càn mất. Đi thôi các em ơi. Tên đồ kia đẹp lắm. Quay vào đâu, hồi sinh khổng lồ cho ta. Chúa tể đã hồi sinh ta.
em ơi, trời hôm nay có vẻ hơi nắng, vì thế là anh Dodo đi tuần tra quanh đây cũng thấy hơi mệt đấy các em ạ. Chết rồi, chuông báo động của căn cứ. Dodo chú ý, hiện tại đang có quái vật cực to đang phá hoại trái đất. Dodo chuẩn bị tìm ra vật chiến đấu. Quái vật siêu to khổng lồ á. Anh phải xem nó là quái vật nào mới được. Ui, sao con quái vật này nó giống con quái vật anh vừa tiêu diệt với các em nhỉ? Hôm nay anh nhớ là nó bé mà sao bây giờ nó to này nhỉ? Nó to bằng cả cái tòa nhà này các em ơi. Nó còn đứng trên nóc nhà nó phá nhà. Không được rồi các em ơi, anh phải đi nhanh thôi. Để ra để xem được như nào tiêu diệt nó các em ạ. Đi thôi các em ơi. Alo, căn cứ ạ. Hãy cử trực thăng đến đón Dodo ngay nhá. Dodo đang đến vị trí trực thăng rồi. Nhanh lên. Quái vật kia ta đã đến rồi đây. Ta đã lái trực thăng lên đây để tiêu diệt mi con quái vật kia. Lúc này ta đã tiêu diệt mi rồi, bây giờ mi lại còn to hơn cả. Ném bom cho mi chết luôn. Yeah các em ơi, như vậy là anh vừa lái trực thăng các em ạ, tiêu diệt xong con quái vật đấy rồi. Lò quá anh sợ không tiêu diệt được nó, nhưng mà may quá hỏa lực của trực thăng đủ nên đâm ra tiêu diệt được. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tuần tra các em nhá. Đi thôi, đi theo anh. Đây là có hai con gà các em ơi. Các em biết nó đang đi đâu không? Như anh Dodo biết là hai con gà này nó đang đi kiếm mồi đấy các em ạ. Đấy, nắng như này mà nó vẫn đi kiếm mồi, nó tìm mồi để nó ăn. Con gà này trông là rất là chăm chỉ các em thấy không? Đấy, nhìn đôi gà này khá là đẹp, nhưng thôi chúng ta đi chỗ khác các em nhá. Chúng ta đi thôi. Ôi các em ơi, mấy bạn Godzilla đi đâu nhỉ? Hả? Ơ, sao hôm nay mấy bạn ấy lại được cử xuống đây làm gì nhỉ? Godzilla ơi, mấy bạn đi đâu đây? Mấy bạn ấy chắc là bận quá không trả lời anh được các em ạ. Vì thế là anh sẽ chạy theo bạn ấy, nếu mà có bạn ấy mà chiến đấu với quái vật nào anh sẽ trợ giúp các bạn ấy. Đi thôi các em ơi. Ôi các em ơi, như vậy là các bạn Godzilla được cử xuống đang tiêu diệt con khủng long ngoài cánh đồng kia kìa. Nó đã ăn thịt động vật hay sao ấy. Vì thế là Godzilla xuống để tiêu diệt nó. Anh phải ra để trợ chiến cho Godzilla thôi, để tiêu diệt con khủng long đấy các em ơi. Đi cùng anh nào. Ok các em ơi, như vậy là hành trình của anh Dodo xin phép được tạm dừng tại đây nhá, vì căn cứ phải gọi anh về rồi. Như các em đã thấy là anh đã cùng với bạn Godzilla đã chiến đấu chiến thắng khủng long rồi. Các em thấy cuộc hành trình của anh Dodo có hay không? Nếu thấy hay thì các em nhớ nhấn đăng ký kênh Bí Mô Màu Đỏ nhá. Nhớ nhấn like video để ủng hộ anh Dodo nhá. Và đừng quên là nhấn vào quả chuông thông báo để nhận những video mới nhất của anh Dodo nhá. Bây giờ anh Dodo phải trở về căn cứ đây. Chào các em, anh về đây. Tức quá lắm. Chuyện Dodo kia, nhà người được lắm. Hôm nay là quái vật của ta, ta không ngờ nó lại yếu đuối đến như vậy. Được, hôm sau ta sẽ tạo ra một con quái vật mạnh hơn rất là nhiều. Xem là ngươi sẽ phải bại trận dưới tay ta.